là cái cô gọi là cô trang mạch sẹo U50, một trong những người phụ nữ mà hôm nay là thật sự quý vị là cái cộng đồng mạng cũng dậy sóng luôn, là có quá nhiều cái tình tiết mà thật sự tôi thấy là anh em cũng lên quá trời, mà bản thân cô này thì cô cũng lên quá trời luôn. Nói chung là bây giờ nó thật sự là ngang tài ngang sức. Cô này thì cũng chánh phán là vừa giản dị, mà có những cái vấn đề mà cô lên không gian mạng là gọi là cô gọi là cô lấp liếm, cô nuốt luôn cả cộng đồng. Có cái vấn đề mà xin thưa quý vị, hiện bây giờ chúng ta thấy đấy, thì cái điều mà trong vòng một tháng mà cô này gọi là giật hai ông là tôi thấy là khủng khiếp quá trời đó. Trong vòng một tháng mà cô này giật hai ông là tôi thấy khủng khiếp quá. Mà bà con nên có một cái này, bà con nên nhìn nó rõ nè, cái gu bà này bà tìm tới là không phải là những người đàn ông mà cái như là mà người ta gọi là khôn lanh. Bà tìm tới là những cái ông là thật sự quý vị là khù khờ, tìm tới là những ông khù khờ. Chúng ta thấy cái chỗ cái ông trước cũng vậy và cái ông sau này cũng vậy, Túng cũng giống Trường mà Trường cũng giống Túng thôi, chẳng qua 9-10 thôi quý vị. Mà tôi hỏi quý vị, một người phụ nữ mà bây giờ đó, cái việc đầu tiên chúng ta thấy rằng cô này lên tuyển chồng đó là cô gọi là cô hô hào rằng là cô phải còn đủ nước đủ non. Nước nôi bây giờ là giàu dậy lắm, có nhiều cái ngôn từ là phát ngôn ra là mình thấy là cái dạng dạng cũng nên chẳng ra gì rồi đó không. Nếu mà nhìn trên một cái phương diện mà tổng thể mà nhìn thì cô này đó là ngay từ thời điểm ban đầu tôi nhìn vô cô này thật sự là nó chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì hết trơn đó. Mà vì sao nó thật sự quý vị, Việt Kiều mà cô lại không 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 ưng, mà cô lại ưng mấy phù khờ như thế này. Thế cái nghề chính của cô là làm cái gì chắc là bà con cũng đã hiểu quá rõ rồi. Vì sao Việt Kiều không ưng mà lại ưng mấy cái anh chàng khù khờ như thế này, trong khi đó cô này thật sự đó mình nhìn trên một phương diện mà cái là tổng quan cô này là rất tham của chứ không phải là không tham của. Không tham sao đi gom cái con heo đất của người ta đi, dù có một đồng cũng là heo đất của người ta chứ, đúng không? Có tham không? Tham quá thì không tham có gì, không tham là không gom đồ của người ta. Mà cái vấn đề cái giá trị như cô này, cô bảo rằng là cái như là 120.000 trong con heo đất rồi đó, cô đập ra cô sửa cái xe đó, cái giá trị nhỏ vậy mà cô vẫn tham, cô vẫn hốt. Thì tôi hỏi rằng cái giá trị lớn cô tham không? Tham. Bây giờ những khoản tiền mà thật sự mạnh thường quân tài trợ là cô gọi là cô không có chấp nhận là cô lấy, nhưng cô chấp nhận cô lấy con heo đất. Có nghĩa là cái vấn đề ở đây là cái giá trị nó nhỏ nhưng mà cô vẫn ôm, thì tôi nói cái giá trị lớn thì cũng hên xui nè, giá trị lớn thì cô hên xui, dễ gì mà cô chối từ. Vậy mà lên không gian mạng mấy ngày vừa qua là thật sự quý vị, rồi đùng qua đáy lại, rồi bảo rằng là cái như là không lấy mà bị vu khống, rồi cô là một trong những người là bị chồng bạo hành ngày xưa, rồi bây giờ là dân tình bảo rằng là cô bị đánh ghen rồi cạo đầu rồi rạch mạch. Thế bây giờ cái tìm cái ông khởi nào đó, tìm ông khởi ra để mà đối chắn ba mặt một lần. Đấy. Tại sao mấy năm vừa qua rồi không gọi anh khởi mà vừa giao con, mà bây giờ ở đâu nhân vật anh khởi xuất hiện vừa giao con giao đồ? Ở 18 năm rồi quý vị, một người phụ nữ mà chấp nhận cái như là bỏ chồng 18 năm nuôi con, thì thật sự quý vị người ta hiểu được là cái giá trị của hai cái từ hạnh phúc. 18 năm mà gọi là nuôi con đó là người ta hiểu được cái giá trị của hai cái từ mà cô đơn, gọi là phòng không có chiếc. Ông nội ơi, 18 năm mà thật sự ở vậy mà nuôi con, mà bây giờ là trong vòng một tháng là giật hai thành chồng, thì bà con thấy cô này có thật thà không? Tôi thấy không thật thà. Tôi thấy cô này có những cái mà cô lưu manh và thậm chí còn cái lương lẹo. Rồi tôi nói cái bà mẹ chồng bây giờ đấy, bà mẹ chồng mà mấy ngày vừa qua mà lên không gian mạng mà sang sảng đó, ở rồi đi chữ khán giả là cái như là bị đau bị bệnh đó. Bà này cũng không phải là cái dạng dừa, bà mẹ chồng cũng chẳng phải dạng dừa, nhưng mà chắc ăn rằng bà mẹ chồng đã cũng là có lúc mà khóc không còn một giọt nước mắt để khóc cái gì đó. Chiều thấy là có mua xe đúng không, mua xe xe mới, không có bảng số. Rồi bắt đầu là cái như là nghe bảo rằng là đưa tiền nó đồ đó, sắm vàng cưới vàng đồ.
rồi quằn qua quằn lại đó, rồi bây giờ nó là tôi nói là cứ xong đó, rồi coi như là cứ xong là danh chánh ngôn thuận rồi, cũng giống trường hợp Trường Tháo. Cứ xong rồi cô gom cô đi thôi, tôi nói bây giờ nó thật sự sao mà theo mà đòi được. Thế bây giờ trường hợp cô Trường có đòi được không, mặc dù tiền của Mạnh thì cũng cho đó, nhưng mà bên là nói là bà này lấy, bên bà là bà bảo là bà không có lấy, thì tôi hỏi quý vị như trường hợp của Trường bây giờ có đòi được hay không? Đòi cũng khó quý vị, đòi cũng khó, vì cái tiền cưới là gọi là tiền cho cả hai đứa làm vốn à, thì bây giờ nó thật sự tôi là con dâu của bà rồi à, thì bây giờ bà cứ tôi là vợ anh ở, con bà không hợp thì tôi phải chia tay thôi, mà chia tay là cách nửa bằng trăng liền, được không? Chứ tại sao mà cô này nó thật sự đi mà đi toàn lấy những thằng mà khờ khờ khảo khảo như vậy. Thằng Tuấn đâu phải là thằng tỉnh táo đâu quý vị, cũng là khờ đẹp luôn. Tuấn cũng khờ đẹp luôn quý vị à. Nhưng mà cái vấn đề ở đây tôi nói là trong cái đầu của cô này, cô đã có những cái mà toan tính rất sẵn sàng rồi à. Chỉ cần mà nó thật sự cưới xong bắt đầu là cái như là rầu đó, đó là con là gom tuồng là chạy đó. Tôi nói có con heo đất mà cô còn gom thì muốn chi những tài sản lớn như chiếc xe đó, mà nên nhớ chiếc xe đó là một mình cô chạy được thôi nha, còn Tuấn là không chạy được xe đó nha à, Tuấn không chạy được xe đó. Rồi dần dần tất cả mọi cái nghe nó là đưa 120 triệu à, để mà đi sắm cái này cái nọ kia, trong đó có xe cộ và vàng cưới à, nhưng mà nghe nó đại gia mà nhìn vô cái chỗ bàn thờ ông trầm là thật sự thấy mà nó cô quạnh thấy như thế nào đó, đó. Đại gia thì cái nơi mình thờ chồng của mình cũng phải là tươm tất, cũng phải là cũng phải là thể hiện một cái sự mà cái tình chồng nghĩa vợ. Đại gia là đồ gì để chỗ cái thầy thờ của người chồng mà nó lạnh tanh như vậy quý vị. Anh nhìn cái bàn là thật sự toàn là cái như là nó chẳng giống ai hết trơn. Nghe nói là người ta phong lên là cái đại gia là thật sự nghe là sướng thôi à, sướng là bắt đầu là mù mắt thôi. Bây giờ thằng Tuấn nó bảo rằng bây giờ nếu mà chọn lựa thì nó chọn là cái con chim chết chứ không chọn người mẹ. Nó bảo rằng sau này nếu như mẹ hất hủi em thì anh chọn ai? Thì chọn cái con chim chết, thì thằng Tuấn nó chọn rồi. Thì tôi hỏi quý vị, thằng này nó cũng quá khôn ở đâu cái dạy đâu quý vị à, thích các con chim chết chơi đó. Còn mẹ là với Tuấn là nghĩa địa gì đúng không? Cho nên cái chỗ này con này nó mới đã mới gì nó thật sự là khống chế thằng Tuấn về cái tư tưởng rồi. Quý vị. Rồi sau này đó, rồi sau này nó bây giờ là ở không được không đồ đó, rồi cái nó đi thì thằng kia phải đi, đi chắc ăn là đi cả vợ cả chồng, tài sản nó gom 100%, đấy ha, đi một mình nó thì nó gom 50 hoặc là gom 100% thì hên xui, chứ mà đi cả vợ cả chồng thì tất cả những cái gì liên quan đến tài sản, liên quan đến vàng cưới là nó sẽ gom đi 100%, ha. Rồi thuê một nhà trọ nào đó để ở, rồi loạn chọn 5-7 bữa bắt đầu là nó đá thằng kia ra ngoài, tôi nói là xem nó gom hết trọn bộ. Rồi làm cái gì đó à, tôi hỏi bây giờ bà mẹ chồng tôi nói là dạy là loạn chọn là ôm đạn luôn. Một người đàn bà mà thật sự trong vòng một tháng trời mà lấy hai thằng đàn ông, mà hai thằng đàn ông toàn là rùi bu, cái như rùi bu mà nó không buồn đuổi à. Nó khờ như vậy đó, rùi bu mà không buồn đuổi luôn, mà nó tự hào cái gì mà nó lên nó bảo rằng tại sao cộng đồng mạng lại đi chửi nó, mà chẳng lẽ bây giờ nó không lấy cái như là bà con của là cộng đồng sao, mà cộng đồng mạng chửi. Đây là một trong những câu từ hỗn quá vậy. Cái con này nó thật sự tôi nói bây giờ nó gọi là nó không còn một cái gọi là cái hạn sử dụng rồi. Nói chung là cái hạn sử dụng xem như bây giờ nó thật sự quá vậy à, có tút lại thì dùng tạm thôi, chứ cái hạn sử dụng tôi nghĩ nó cũng hết rồi Mà cứ lên không gian mạng rồi nghe người ta nói qua kể nói lại, bắt đầu là lên chảnh chó cho rằng là do mình không lấy của là bà con cộng đồng, cho nên bà con cộng đồng chữ mà nó nói câu mất dạy lắm. Tôi nói câu đây là nó lịch sự đúng không chị? Còn bản thân nói câu mất dạy lắm. Cái điều mà thật sự mình cũng phải nên nhìn nhận đó, một con người mà thật sự có gì, người ta mà đàng hoàng tử tế thì không bao giờ mà người ta gọi là cái như là chấp nhận đám cưới xong rồi cái như là xù mà đi đâu. À, cái bà mẹ chồng tôi nói thật sự bà này cũng là một trong những cái mà quá gian ác đi à, bà mẹ của thằng Tuấn đó con người ta mới vừa cưới dâu xong à, rồi bà rỉ ra bà rỉ rụt bắt đầu bà đi cướp cô dâu con của người ta luôn à, bà đi đây là gọi là một trong những cái gọi đi cướp dâu quý vị. Bà rỉ ra đi rụt cái con Trang mặt sẹo này à, rồi con Trang mặt sẹo này thật sự là nó xuống đấy à,
mà tôi nói mình là đại gia thì thật sự là mình cưới cho con mình một đứa nào đã còn tuổi sinh tuổi đẻ, chứ còn cưới con Trăng này tôi nói thật sự quý vị gì đó như là cái gọi là cái nùi dễ thôi, để đái được nữa. Để đái thì ok chứ còn để tôi nghĩ chắc không có luôn. Để là con này nó thật sự tôi mong kiếp sau kiếp này con này thật sự không để được. Ủa mình đi tìm vợ cho con của mình mà sao tự nhiên là đã làm tiệc cái đường mà cái đường đường hậu của con mình vậy? Thế đã đi tìm vợ cho con đó, đó thì mình phải tính cái vấn đề là gì nó sanh đẻ, vì có con nó mới hạnh phúc được quý vị. À, chứ còn không có con thì thật sự quý vị là nhìn thấy nó gọi là lạnh lẽo, bước về nhà thấy lạnh lẽo. Mà tôi nói thật sự sao sống bền, không có con sao sống bền, mà bây giờ bà con nghĩ con Trang này còn đẻ nổi hay không? Có nghĩa là bà mẹ chồng này đó, bà mẹ chồng tương lai nha, chứ chưa chắc là bà đây là bà mẹ chồng, à, mẹ chồng tương lai đó. À, tôi nói thật sự quý vị, bà cũng nghe những cái lời mà đường mật của cộng đồng. À, nghe bảo rằng trời ơi chị này có cái trí tuệ, chị này từ bi nè, chị này là một trong những người tử tế đàng hoàng nè. Cho nên chấp nhận Trang vậy là chị là một trong những người là rất tuyệt vời luôn. À, nghe cộng đồng người ta gọi là phong bạc cho một chút bắt đầu là... À, sướng tiếc mắt luôn. À, trời ơi con dâu của người ta mà mình đi nói chuyện nói giảng sao đó rồi hốt con dâu của ta gì làm con dâu của mình luôn đó, rồi danh dự tốt lành gì đó, mà lên đó rồi cộng đồng mạng bắt đầu là người ta nói rồi lên cũng là cũng xía xía xói xói lại. À, tôi nói thật sự sau này mà cưới gì đâu quý vị, mẹ chồng cái nàng dâu tôi nói là nhốt chung một chỗ là loạn chọn là cái là u đầu mẹ tráng, kẻ u đầu người phải mẹ tráng không? Hai con người này cái nết như nhau. Nếu mà nhìn nhìn một cái tổng quan như vậy là hai con người này là cái nết như nhau. Cái nết mà thật sự quý vị nó không thể nào mà thật sự nó che đậy được, nó lộ hết trơn rồi. Mấy ngày vừa qua lộ hết trơn rồi. Đi bên con dâu thì vấn đề mình là một trong những người thì bây giờ nó thật sự à, mình phải hiểu rằng đó nó là trong vòng một tháng nó giật hai thằng. Thì bây giờ mình cũng lóng tai mình nghe cộng đồng mạng người ta nói cái gì, người ta đóng góp cái chi đó, vì người ta cũng muốn tốt cho mình chứ không phải là người ta nó thật sự muốn để mà chia đàn sẽ nghe. Đây là cái tương lai của con của mình đó, đây là cái danh dự của mình đó, nghe nó là có con làm ở cán bộ xã bộ đồ đó mà sao tự nhiên mà vẫn còn có những cái mà nhìn chưa ra vấn đề. Bây giờ đó mà thật sự quý vị, cái bà mẹ Tuấn là bà kêu giống như bà cũng sống áo đó. À, ai mà phong lên đại gia một cái, ai mà thật sự mà tăng tăng bốc bốc một cái là bà này bà chơi tới nắp luôn, bà chơi áo tướng như vậy. À, cho nên nó thật sự cái chỗ cô Trang này cô đâu có ngán đâu, bây giờ cô lên cô tuyên bố rồi, bây giờ mẹ chồng em là nói là cái gì cũng được đó. Bây giờ mẹ chồng em nói là bây giờ ngày xưa không biết con làm gì nhưng bây giờ là cái như là ở mẹ đã chấp nhận con là cái gì cũng được. Tôi nói bây giờ nó thật sự một cái miệng của một cái con gái giang hồ thì bây giờ nó déo như kẹo mạch nha. Đó là một trong những cái nghề của nó, cái thủ thuật của nó để mà nó rút được tiền của đàn ông thì cái miệng của nó phải déo. Thì nó thật sự cỡ như bà kia đó, cỡ như bà sầu riêng này, tôi nói quý vị gì chứ nó đờn ba câu năm sợi là bà này phải là mơ tích thò lò liền. À, gì anh tung hô quý vị, tại vì nó ngọt. À, tôi nói bây giờ cái gì mà không đưa. Trời ơi, còn lên nói một câu nữa mà ông nhà tôi đó, à, bây giờ ổng cũng là ổng nhập vô ổng bảo rằng là cái như là nhà bây giờ ấm cúng lắm, à, ấm dữ lắm, rồi vài bữa rồi thấy cảnh mà nó điêu tàn. Tôi nói là vài bữa thỉnh thoảng cái như một tuần là ông về một lần, một tuần là ổng về một lần, là tôi nói là nó bán là từ cái gọi là cái như là cái miếng đất này đến cái miếng đất nọ là xem như là đội nón ra đi thôi. Con của mình nó thật sự nó đã là một trong những đứa nó khù khờ như vậy. À, mà đi chọn con gái giang hồ để mà về làm cái làm dâu làm vợ cho con của mình là thật sự đây là một trong những cái mà à, tôi thấy cái sự mà nó hài hờ hợt của người mẹ. Tôi nói bây giờ mà cái phụ nữ mà lỡ thì ở quê đầy quý vị, đúng không? Phụ nữ mà tầm khoảng là từ 30 đến tầm 40 cái tuổi còn sinh nở được thì ở quê là đầy. Đó, vấn đề là mình có chịu hay không?
chung là nồi nào vung nấy đi là chấp nhận được, là tôi nghĩ rằng chắc cũng đầy đó. Đó. Mà bây giờ nó thật tự nhiên con của mình như vậy, rước một con gái giang hồ vừa làm con dâu, vừa cho cái con mình nó làm chồng trâu đó. Rồi vài bữa rồi tôi nói cái đường sinh nữa chắc anh là không có rồi đó. Đường sinh nữa xem như là trụi lũi rồi đó quý vị. Đó, rồi cái con đường mà hạnh phúc tôi nói là cũng là phúc chốc thôi, nay mai thôi. Đó, còn tiền thì thật sự nó còn gọi là ăn còn hết tiền, nó gom gọi là khi nào đó mà gọi là trong tay của nó nắm những cái gì cần thiết, nó thật sự quý vị cỡ thành Tuấn đây nó đá ra được Pháp Môn. Nhìn cái tướng con này và cái tướng Tuấn bà con thấy đi. Đấy, cỡ Tuấn là nó đá ra được Pháp Môn. Cho nên bà mẹ chồng đó, cộng đồng người ta nói đó là để cho bà gọi là bà khôn ra. Chứ không phải là người ta vì vấn đề gì. Trời ơi, bà nghĩ sao mà bảo rằng trời ơi, chứ không lấy ông lấy cha nó, bây giờ nó vô nó nói xấu. Nghĩ sao đó trời, lấy con Trang này về nó thật sự nâu cao hay gì? Đấy, đúng không vậy? Con Trang này lấy về có nâu cao chứ làm gì quý vị, mà sợ nâu cao là người ta còn không thèm nữa chứ. Tôi nói là nó không còn hạn sử dụng rồi. Bây giờ mà có test lại thì có cho những người mà khù khà khù khờ như Tuấn và Trường để dùng thôi. À, chứ còn những người mà thật sự quý vị, họ tinh khôn hết là ai đâu mà đi dùng lại những cái con này. Đấy. Mà nó lên không gian mạng mà con thấy không? Nó lên không gian mạng mà thật sự. Ở một người đàn bà mà bắt đầu mới về nhà người ta đó, chưa làm dâu nhà người ta đó. Đó mà nó đòi leo lên bàn thờ nó ngồi rồi đó. Cái giọng điệu đó, cái giọng điệu muốn ngoài đến bàn thờ thôi quý vị, chứ không phải là cái giọng điệu của một nàng dâu đó. Đó, mẹ thấy không, mẹ tôi mới vừa mà mẹ tôi tin tôi, mẹ tôi đưa tôi 120 triệu để cho tôi sắm cái này, sắm cái trời ở tung hô bão quá trời quá đất. Mà nó nói mà cặp mắt của nó là liềm liệt. Tôi nói thật sự, con này không phải dạng vừa. Đó, rồi để bà con sẽ xem. Tôi nói trường hợp của Tuấn nó cũng giống như Trường thôi, cũng là thương đau thôi. Để cho nó chẳng có gì mà thật sự hạnh phúc đâu quý vị. Đưa về một người phụ nữ đã làm con của mình đó, đã làm dâu của mình thì ít ra phải tính cái con đường gọi là sinh đẻ. Ai đâu đưa một con mà thật sự nó còn tuổi trâu mà không có tuổi đẻ thì thật sự quý vị đưa về làm chi? Đấy, trâu là loạn chọn là triệt đường hậu con mình luôn, mà con của bà nó thật sự. Tôi nói cỡ như thằng Tuấn đó là bây giờ đó, ở quê là tôi nói là cái phụ nữ mà lỡ thì tôi nói cũng quá trời chứ. Thì ở đâu nó ra ở đấy thôi quý vị. Đấy không? Nồi nào vuông đó thôi. Tự nhiên con của mình là một thằng khù khờ đi mà rước một cái con gái giang hồ mà nó gọi là nó hỗn mà luộc sổ luộc sách như vậy để giờ làm dâu, để giờ làm vợ cho con mình. Đây là một trong những cái bước đi sai lầm của bà mẹ chồng rồi. Vô đầu bài là thấy sai hoàn toàn rồi. Lớp vô đầu bài thấy tầm bậy rồi. Nó đang làm vợ của Trường, nó rỉ ra rỉ rụt. Rồi về bây giờ bắt nó làm dâu của mình. Ủa, xã hội là thiếu đàn bà hay sao? Đấy. Xã hội này bây giờ không còn đàn bà. Thế mà đưa về rồi đó bắt đầu là thật sự. Có nhiều cái mà thật sự mình cảm thấy là nó hơi hơi bị hài hài. Trong câu chuyện này bị hài hài. Bà mẹ chồng đang bị nó xóa mũi một cách trắng trợn. Mà cái như là cứ nghĩ rằng mình khôn lắm. Bị xóa mũi quý vị. Mà cứ nghĩ mình khôn lắm.